Quý vị cùng dành tràng vỗ tay cho tiếng hát của chị Song Hương với bài hát Khi Người Yêu Tôi Khóc. Trong lòng thì xin thân ái chào tất cả các anh chị có mặt trong các phòng hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.